Bị Trường Giang đá xoáy hàm tiền, Hòa Minzy đáp trả gay gắt. Cuối tuần qua, tập đầu tiên của chương trình Nhanh Như Chớp mùa 2 đã chính thức lên sóng với sự tham gia của họ chị em Hoa Dâm Bụt, Hòa Minzy, Đức Phúc và Eric. Khán giả đã được chứng kiến những màn đối đáp vô cùng hài hước. Ngay từ khi xuất hiện, ba ca sĩ thân thiết lập nhóm riêng mang tên Hoa Dâm Bụt đã gây ấn tượng với khán giả bằng màn chào hỏi công phu cùng nhiều kiểu tạo dáng độc đáo. Gây chú ý nhất là cách ghép tay để tạo hình thành Hoa Dâm Bụt mà theo họ sẽ không ai làm được. Trước sự kỳ công của ba đồng nghiệp, MC Trường Giang bất ngờ phủ đầu khi đưa ra nhận xét: "Phần tạo dáng của các bạn chẳng có gì cả, không vui gì mấy. Tôi nhìn kỹ lắm mà cũng chẳng ra hình bông hoa." Thậm chí ông xã của Nhã Phương còn cảnh báo ba thành viên xuất hiện phải tạo dấu ấn là đúng, nhưng các đội thua cũng toàn tạo dấu ấn kiểu này. Ngay lập tức, nam ca sĩ Đức Phúc liền trả lời: "Dù thua cũng phải tạo được dấu ấn trong lòng khán giả." Còn Hòa Minzy lại nói thẳng: "Và phải có tiền nữa." Trước tuyên bố thẳng thắn và mạnh mẽ này, Trường Giang vội nhắc nhở: "Sao Hòa lại nói như thế? Sao lại đến chương trình vì tiền? Bạn phải nói đến chương trình để vui là chính, chứ không thể lúc nào cũng tiền được." Tuy nhiên, tình cũ của cầu thủ Công Phượng chẳng ngại chia sẻ lý do: "Vui thì lúc nào cũng vui rồi, nhưng quan trọng vẫn là tiền. Dù vui hay không thì tiền lúc nào cũng phải cần. Không tiền sống sao?" Không chỉ phản biện quan điểm rất quyết liệt, Hòa Minzy còn khiến Trường Giang đứng hình khi có màn đáp khá gắt. Trường Giang mà nói, tất cả đàn ông trên đời này đều nói dối, tức là bản thân anh ấy cũng đang nói dối mà thôi. Nổi tiếng với cái tính thẳng thắn, Hòa Minzy nhiều lần vướng phải ồn ào vì phát ngôn. Cách đây không lâu, trong buổi ra mắt chương trình Cầu Thủ Nhí 2018, nữ ca sĩ dùng ngôn từ nhạy cảm khi chia sẻ cảm nhận về các em nhỏ. Khi được hỏi về cảm nhận trong quá trình ghi hình, nữ ca sĩ cho biết: "Đây là mùa cầu thủ nhí nhiều cảm xúc nhất mà mình đã từng tham gia. Theo đó, các em nhỏ tuy vóc dáng tính cách không giống nhau nhưng rất yêu thương, vui chơi, hòa đồng. Dĩ nhiên, vì còn nhỏ nên các bạn cũng nghịch ngợm, thậm chí đánh nhau, nhưng khi thi vẫn rất đoàn kết." Hòa Minzy cũng cho biết làm bảo mẫu cũng khá vất vả. Nếu hiếu hiền nghiêm khắc thì cô thiên về động viên các bé. "Cô cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn các cầu thủ nhí rất nhiều. Hy vọng trong tương lai các con nếu có nổi tiếng, nhiều các chị rụng trứng thì cũng đừng quên cô chú Hiền nha." Nguyên câu nói của nữ ca sĩ. Điều đáng nói, Hòa Minzy không chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân mà còn nhắn gửi đến 10 em nhỏ chỉ mới 10 đến 12 tuổi. Ngoài ra trong sự kiện cũng có rất nhiều những vũ công nhí đến trình diễn văn nghệ. Trong khi đó, nghĩa gốc câu nói của Hòa Minzy là kiến thức mà các bé phải đến chương trình sinh học lớp 8 mới hiểu được. Ngoài màn đối đáp của Trường Giang và Hòa Minzy, chương trình còn gây chú ý với phần giao lưu giữa MC và Đức Phúc. Theo đó, nam ca sĩ tỏ rõ ưu thế của mình với sự nhanh trí và khả năng đối đáp khéo léo. Mặc dù vậy, anh vẫn đôi lần không giữ được bình tĩnh vì các câu hỏi khoái âm của Trường Giang. Cụ thể trong câu "cái gì đi một đằng về một nẻo", Đức Phúc đã nhanh chóng trả lời là bầu trời, nhưng Trường Giang lại hủy đáp án vì cho rằng đó là mặt trời. Điều này khiến Đức Phúc phải nổi cáu không phục. Trong khi đó, khi được hỏi có nụ hôn đầu lần thứ hai hay không, Đức Phúc tỏ ra khá e ngại và hỏi ngược lại MC: "Thế nụ hôn đầu với người thứ hai có phải nụ hôn đầu không?" Câu hỏi này khiến Trường Giang tỏ ra thái độ lập tức: "Anh đang hỏi em, đừng có hỏi anh. Chưa có yêu à?" Vì bị phản ứng, Đức Phúc liền thú nhận: "Phải 40 tuổi tôi mới có bạn gái, vì cần tập trung ca hát, bây giờ sẽ bị sao nhãng." Trước khi tham gia chương trình này, Đức Phúc cũng từng khiến Trường Giang cứng họng khi đối đáp ngô nghê mà dễ thương trong Ơn Trời Cậu Đây Rồi. Trong vai hai người bạn, Trường Giang đề nghị Đức Phúc làm quân sư tình yêu cho mình. Đức Phúc đưa ra ý kiến là nên đi hỏi thẳng cô gái đó. Trường Giang vặn vẹo: "Thế thì tao hỏi mày làm gì?" Nam ca sĩ nhanh chóng trả lời tỉnh bơ: "Tao có phải là cái cô ấy đâu." Cũng giống như Hòa Minzy, Đức Phúc là ca sĩ thường được nhắc đến với các phát ngôn hài hước gây chú ý. Khi chia sẻ về thời gian phẫu thuật thẩm mỹ và phản ứng của khán giả, Đức Phúc đã thẳng thắn trả lời: "Đến tận bây giờ mọi người vẫn cứ bảo mặt em đơ. Thứ hai nữa là họ nói em không ngậm miệng lại được. Dù em đã nói rất nhiều lần, mọi thứ đến thời điểm hiện tại đã tự nhiên và bình thường rồi. Em đang sống trên bờ thở bằng mũi, chứ có phải cá đâu mà bảo suốt ngày há miệng như họ nói được." Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!